Kính thưa quý vị, quân đội Ukraine mở cuộc tấn công để chiếm lại Slavon, tên tự Andriivka. Quân đội Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào lúc bình minh hôm nay để tìm cách chiếm lại Slavon, là thành trì của lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Quân đội đã bao vây xung quanh thị trấn phía đông và điều động các máy bay trực thăng quân sự. Hai máy bay đã bị bắn rớt bởi quân nổi dậy ủng hộ Nga, làm cho hai phi công bị thiệt mạng và một phi công đã bị bắt làm tù binh. Hình ảnh của Reuters cho thấy các máy bay trực thăng, các thiết bị quân sự và quân đội đáp xuống ngôi làng Atrivka ở vùng ngoại ô Slavonsk vào hôm nay. Các bộ thành phần ly khai thân mặc tư khoa sử dụng lính đánh thuê, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ông Orson Avakov cho biết, cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã được đáp trả với đạn pháo hạng nặng, với các phiến quân sử dụng lựu đạn và bệ phóng tên lửa chống máy bay di động để bắn rớt các máy bay trực thăng. Kiev đã cáo buộc mặc tư khoa, tài trợ và trang bị cho lực lượng ly khai. Nga đã phủ nhận cáo buộc này và cáo buộc ngược lại Kiev đã mở một cuộc tấn công hình sự, phá hủy tất cả hy vọng hòa bình. Quân ly khai thân Nga ở Slavonsk mô tả cuộc tấn công là quy mô lớn, đã bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương. Quân đội Ukraine có thể được nhìn thấy trong các xe vận tải bọc thép ở vùng ngoại ô phía nam của Slavonsk. Các quan chức Ukraine bị chỉ trích là chậm chạp trong hành động ngăn chặn các phiến quân đã phát động một chiến dịch chống khủng bố vào đầu tháng 4, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện một cuộc tấn công với quy mô lớn.